Hey yo, hello nha, chào mừng người nha, chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình. Mình là Thực Tử Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Chúng em thoải mái và thư giãn xem clip của mình, em hay đừng quên like và share và thích nhận đăng ký kênh, đăng ký bên góc trái mình nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, trước khi bắt đầu video này thì chúng em buổi tối về nhà ăn cơm nguyện và xem video một cái vẻ thoải mái nhất. Thì mình cũng vừa mới đi dự bắn dân quân về anh em. Thì mình nghe một thông tin khá là hay, giờ chúng ta cũng đi xem qua nha, trước khi điểm qua mọi thứ mọi người. Anh em lên Facebook tìm kiếm từ khóa với từ khóa đó Poke đại chiến nhá. Thì đây thì anh em cũng có thể thấy bên Poke thì nó vừa mới thông báo hôm nay cập nhật phiên bản 5.2, mình cũng chẳng thông tin gì vì hôm nay mình đi từ sáng anh em. Và mình vừa về thì nghe được thông tin này. Đây là những gì cập nhật sau khi cập nhật không nhầm phải này. Được rồi. Chu cho video nó chạy nhanh luôn hả? Từ mình xem nào. Tiếng kia để đây này. Từ nha mọi người nhá. Từ xem lại này. Tắt âm đi, nó hơi ồn. Quên cái âm này. Rồi. Cá biển rồi, các thứ các kiểu anh em. Ôi, rất là nhiều Pokemon mới luôn. Ui, Mewtwo. Thì ra con này là từ Mewtwo ấy lên anh em. Ui, skill mới. Tuyệt vời. Cá kiểu ghê. Rồi, thêm một số faction mới nha mọi người nhá. Raikoura, Barbarossa. Ai chà. Lại có Raikoura bá chủ rồi anh em. Những gì ở phiên bản 5.2 sẽ chuẩn bị cập nhật thêm nha mọi người nhá. Đây thì anh em có thể lướt qua. Đây phiên bản đã xong rồi này mọi người, nó vừa update xong này. Đấy. Vừa update xong luôn. Cái này vừa mới update xong thông báo đây anh em. Cái gì mới à? Cái này mới à? Tôi giống như ấy mà. Cái này giống này thôi anh em. Thì đây chúng ta cùng vào game nha mọi người để kiểm tra xem là nó cập nhật thêm những gì nào. Đây, mình cũng vừa mới vô game. Thứ nhất là quà tiêu phí, quà bảo trì là chưa tặng nha mọi người nha. Chưa thấy xuất hiện của quà bảo trì này. Có mỗi quà đua top PK tháng này vừa được anh em 2k kim cương nhận thôi. Chúng ta mình sẽ đi mở búp bê trước. Đây, đang sẵn này mở búp bê luôn anh em. Tăng bạo kích, tăng speed à. Ngon đấy, mở thôi. Lại lên được chiến rồi, cho bám theo sau luôn. Bạo kích với speed quá ngon anh em. Danh hiệu, xem danh hiệu có gì mới không. Này có cái này à, gắn cho nó vui. Danh hiệu như không có gì mới anh em. Faction thì có bảo thông báo có một số faction mới đây anh em nha. Đó. Thấy không? Như nó đấy, chính là nó đấy chứ đâu phải nó ai đâu. Thư, à đây rồi anh em, cuối cùng cũng trả rồi, còn cập nhật phiên bản nhận thôi. Rồi. Chúng ta cùng đi xem mảnh này. Trắng sau. Trăng sau nữa. Được rồi, mấy con Pokemon mới đó rồi. Đây là KQG bình thường rồi anh em. Xem con KQG kia đâu rồi. Ủa, chưa cập nhật vô đây à? What? Chưa cập nhật vô đây thì phải anh em. Mình sẽ vào trong hình ảnh con nào. Ui, cộng hưởng phiên bản mới đây anh em này. Ui. Một cháu cộng hưởng mới nha. Hết rồi, đây nữa. Mới này chưa ra anh em, dù rằng nó có nhưng chưa ra. Đây, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Đây. Mewtwo thiết giáp bá chủ mọi người. Đây là Mewtwo thiết giáp bá chủ nha. Đó, đây là Mewtwo thiết giáp bá chủ này. Vua tháp ba lê bá chủ này. Quái vật biển cả bá chủ mọi người. Ok, nhưng con đây là ở dạng KQG tiến hóa lên thì phải đúng không? Skill này anh em. Quầy đá hay. Đâu nữa, còn gì nữa không? Xem nào. Đây, 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 cháu nó đây anh em. Một cháu này. À không, đây quái vật biển cả riêng luôn mọi người. À, riêng luôn một cháu nữa nha. Mewtwo thì trông không phải bàn rồi, anh em biết Mewtwo rồi. Thêm một số Pokemon mới nữa mà. Thêm một số Pokemon mới mà đâu rồi. Đây rồi anh em. Ui, ui nhiều thế. Không bao nhiêu thế. Để anh em Pokemon mới này. Ok, một số Pokemon mới nữa. Ok, vào mê cung xem nào. Xem nó có cập nhật thêm cái gì nữa không. Mê cung có thêm bé không?
có cho thêm bét thì không nè, xem nào. Có vẻ như là không anh em, vẫn vậy thôi. Đó, không có thêm Pokemon gì mới cả, vẫn vậy. Nói chung là mấy cung vẫn vậy anh em nha. Có thêm tính năng gì không? Xem là cái tính năng Rubin mọi người. Mình sẽ đi kiểm tra cái tính năng Rubin. Cái tính năng này được anh em quan tâm rất là nhiều và trong đấy cũng có mình đây. Đây. Pháo này, pháo hoa để nâng cấp Rubin mọi người. Rồi, pháo hoa rồi, mình nhớ pháo hoa nó giai đoạn này mà. Để xem ở đây phiên bản này nó đã cập nhật Robin cho mọi người nha. Cái pháo hoa đâu ta? Pháo hoa đâu nhỉ? À đây, pháo hoa đây rồi anh em. Chúng để đến cấp Robin. Robin là chỗ nào ta? Ở phiên bản này vẫn chưa mở Robin à? Tiếp theo nào, dây. Hình như nó mở hẳn rồi, bây giờ thì mở hẳn rồi xem nào. Bí thuật anh em, đây vào bí thuật này, nhưng mà phải lên bá chủ nhá. Sát thương cộng thêm 5% này. Pro 3. Rồi, cuối cùng cũng mở này rồi anh em, mình sẽ test thử luôn. Đây có rất nhiều anh em đang đi coi. Vào test thử ạ, bán con nào. Ok, S đi thử anh em. À đâu, đá khỏi luôn hả? Căng nét đấy nhỉ. À, đi thử rồi nên là biết mấy cái đấy không không đi được. Ra cái trận con nào. Test thử bán coi. Mất mát gì đâu mà thua thì làm lại kèo mới. Đi kiếm mở. À mà bữa cái như bữa mình đi một lần rồi mà mình quên anh em. Cái bữa mình đi bên Anh Quốc một lần rồi. Ở cái này đi à, này đi tìm băng được hơn hay hơn. Phá đi nào Chimmy, người đây. Không tin à. Một đợt. Bắt đầu lại những ngày tháng cày cua anh em. Sẵn sàng để mở Pro 3. Nhưng mình sẽ mở cho Masada đầu tiên. Bởi vì con này là mình mê nhất anh em. Mình sẽ cố gắng đợi sự kiện bá chủ tiến cấp cho nó. Rồi mở Pro 3 các thứ các kiểu cho cháu Masada anh em nhé. Sắp tới cho thầy PR luôn. Và level bí thuật mình trông theo mình được biết là sắp tới sẽ mở tất cả cho các bét mọi người nhé. Không phải là chỉ riêng chỉ có 3 bây giờ mới là đúng bây giờ thì chỉ có Shinibi, Sakura cộng với Masada. Nhưng ở một phần phiên bản sắp tới thì có khả năng nó sẽ cập nhật cho tất cả bét nhá. Nhưng nhìn thấy Mewtwo thiết giáp bá chủ lên bá quá anh em. Nhìn nó lên đá thật. Nhìn vẫn phê con Mewtwo, thiết giáp. Qua được biết. Không qua được cũng cố mà qua. Không qua được cũng cố mà qua. Đánh đi bạn ơi. Ừ đánh đi. Đừng có chơi kiểu vậy. Không thích đâu. Ui. Phê. Nhớ rồi đấy. Tabu Fini bá chỗ anh em. Nhìn cú đấm của Tabu Fini bá chỗ rất phê. Y kiểu Kakuge. À con Tabu Coco bá chỗ đó. Tabu Coco bá chỗ nó cũng có cái kill đấy anh em. Con này nó cũng có kill đấy. Mấy dòng họ nhà nó đều kiểu vậy anh em. Ok. Quái vật biển cá kìa. Dài này chúng ta sẽ gặp đối mặt với quái vật biển cá khá là nhiều lần. Voi Mammoth kìa. Mấy bét mới đây rất là nhiều nha. Ui nhiều thì nhiều chứ không phải làm xuống hết. Win. Ui khó ăn đấy. À đây là mấy con này là Pokemon. À đâu, vẫn là bộ Bero BYQ Ram bá chủ tới còn có mấy con khác nữa. Ui bá chủ này. Căng đét. Gắt kiếm team đi cùng mới được anh em. Kiếm mấy Vero đi cùng nào. Ui Masada bá chủ này. Ơi. Cho em ké phát nha. Cầm mày đi, cầm quay đi, cầm quay đi, cầm quay. Xin chào. Ô thì bên này boss thế giới. À, đây rồi. Rồi đi thôi. Let's go. Đẹp tim luôn. Vấn đề là quẩy đấy không thôi anh em, cái đẹp tim rồi.
Ồ bên kia con B trông thế mà con B khỏe gớm nhỉ, khỏe hơn quay của mình luôn. Speed cao hơn. Mà sát đầu bá chủ. Sắp tới cố gắng tạo lên em thì đấy chơi anh em, mình khoán mà sát đầu lắm. Mới cả mà sát đầu bá chủ bá mọi người. Nhìn văng kêu chất lượng không? Nói chung này là bắt đầu siêng đi đánh anh em, siêng đi đánh để lấy bộ nâng cấp này rồi. Vậy bác còn có sẵn rồi, cho tới chỉ mà Pro 3 đá nhỉ, mình thì chưa, mình còn chưa nâng cấp bá chủ được luôn cho Masdao của mình anh em. Cháu nó thì cứ truyền thẳng từ BR qua thôi, chứ là chưa có mạnh, chưa có sự kiện anh em, đợi có sự kiện thì chơi luôn. Có sự kiện là chơi mới Masdao chơi luôn. Với vàng cừu rất chất lượng. Vàng cừu nào thấm màu cừu đấy anh em. Thôi đây, hay lắm. Ulti luôn. Chú ý thời cơ hả? Ok. Rồi thời cơ đến ở đây. Ulti đi. Điện đấy đúng rồi, hay lắm, lần này sẽ auto qua rồi anh em. Nói chung thì phiên bản này thì anh em thấy rồi đó, không cần phải tải gì đâu anh em, có thể vào là cài đặt luôn, vào là cứ thế là cài đặt rồi chơi thôi đó. Quên mất mình không nói đoạn đầu luôn đấy, không tính nhiều bạn này hỏi có phải cài đặt không chứ anh em đừng có xóa đi, xóa mất công không tải được đâu. Hạ voi ma mút luôn, hay lắm. Ulti luôn, giật ulti luôn bá chủ đây. Còn vậy nữa, lại còn vậy nữa. Ủa, nhìn mà sao đào nó bá chủ nó đánh anh em phê thật á. Vâng, kêu nào ra màu kêu đấy luôn. Ulti đi. Rồi ulti luôn. Bác này tẩy được rồi anh em. Bữa trước tẩy rồi này, nhìn con mát sao đau này nè. Bữa ta tẩy rồi nha mọi người nha, đã đột phá skill một lần rồi. Đó. Giờ là chuyện chơi thôi đấy. Vâng, kiểu nữa ulti đi, ulti mát sao đau, ulti đi. Ulti là mát sao đau. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hay lắm. Một theo con đèn trâu quá mọi người. Không quái vật đồng đất này trông thấy mặt trâu quá. Là con cá có quần biển cả chứ. Win. Mình xin win. Ok, hôm nay rơi được cũng khá khá rồi anh em, nhưng nếu x2 thì sẽ ngon hơn. Vậy là cũng khá là ok rồi, hôm nay chắc chắn là nhiều bạn sẽ khô máu để mua cái ải này đây. Và trong đấy cũng sẽ có mình. Tội gì không mua anh em. À mở cả nhà thám hiểm ấy kìa. Tội gì mà không mua. Mở cả nhà thám hiểm đây rồi. Nhà thám hiểm thì rơi ra. Ui. Đạo cụ để tẩy pro trong mơ đấy anh em. Cái đấy là tẩy pro ấy đấy. Pro của con Mazda mở pro 3 nó sẽ tẩy cái đấy nhá. Ok, mình cũng sẽ tranh thủ đi. Thời gian video cũng quá dài rồi. Chắc video hôm nay cũng phải kết thúc thôi. Hẹn gặp các bạn ở video theo nhá. Chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên like và share nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp các bạn ở video theo. Tạm biệt nhá.